Chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Cà Bi Lóc nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì con đến ngay cái chỗ này chắc cả nhà sẽ nhìn cái là cho nhà biết liền. Thì cái chỗ này nó ngay cũng giúp được nhiều vong linh lắm rồi. Đó. Và ở đây cũng có một cái những cái thước phim mà con quay được là cũng xém là chìm nhiễm dưới cái hồ này luôn. Đó. Cũng may mắn thì con cũng đã thoát được và cũng giờ vậy mà cũng giúp được những cái bông linh ở đây. Thì bây giờ con sẽ đến đây thêm một lần nữa, thì con đặt máy cũng hy vọng là sẽ phát hiện được điều gì đó. Thì ở đây nói chung ra thì nó cũng có những cái vườn chuối, những cái cây cối này kia nó cũng um tùm nữa cả nhà. Thì hy vọng thì nếu như có bông linh nào ở đây thì camera sẽ bắt lại được, và sẽ cũng giờ gì chỗ bắt lại được thì con mới trở lại được cả nhà. Đó, thôi bây giờ con cùng cả nhà mình vào bên trong nha. Cả nhà biết liền à. Cái nhà nhìn phía trước, cái nhà thấy cái hồ lớn không? Cái hồ rất là lớn luôn. Ây da, chết tạch tạch tạch. Xịn không vậy? Cái hồ này con rớt không đây hình lặng. Bị vong họ kéo xuống đó nha. Ngộ ban đêm sao nước ở đây màu đen ha, vô cam này thấy màu đen đây nha, không thấy rõ lắm. Thì hồi trước chỗ này chỉ có là ba ngôi mộ thôi, mà bây giờ lại có thêm một ngôi mộ thứ tư. Có thêm một cái ngôi mộ này nữa thôi. Sao ngôi mộ này nhỏ vậy? Để xem năm tuổi vậy. Cái này là cái lấy cốt hay là sao? Không thấy được. À, đúng rồi, cái này chắc là cái hài cốt. Tuổi khá là lớn rồi, hơn 100 tuổi vậy. Lúc trước chỗ này có cái cây cây sò ngay chỗ này nè cả nhà. Rồi bây giờ mất tiêu rồi. Cũng chính chỗ này là giúp cho cái ông vong quỷ chú á cả nhà. Là ngay cái hướng quay này. Thì ông quỷ chú ông được là cái thò sen đưa ông lên. Đó. Mà còn bây giờ thì nói chung là bây giờ thì có cái miếng ngôi mộ rồi nha. Con sẽ đặt máy nhưng mà con không có đặt vô mồ. Đó, con sẽ đặt quay ra hướng này. Trong đó nó có lùm cây, mới đặt vô trong đây ngay trong cái lùm cây như thế này nè. Đó, vậy quả mai mới thấy được những cái bông linh ở chỗ đó. Nhưng mà ngặt nổi ở phía trước thì những cái đường xe nó chạy. Mà nói đêm nữa hôm chắc không có xe đâu. Lâu lâu mới có một chiếc đi sửa ớt, sửa cá, sửa chuột này kia. Giờ là chủ yếu con đặt vô trong chỗ này để mà nhìn vô cái lùm chuối nha cả nhà. Mở tí đèn lên cho thấy đường nè. Thank you.
Thì cái chỗ này cô chú anh chị theo dõi con từ đầu chắc chắn là sẽ biết chỗ này. Con cũng tính là thời gian sau này sẽ đi lên trên cây sung cái nhà, mấy cái chỗ khu mộ, mấy cái chỗ mà xưa con đi á. Còn trên đảo nó vòng con xem thứ như thế nào. Lâu quá con không có đi. Vậy đi mình ên cũng ngán ngẩm lắm cả nhà. Xe cộ này kia.
Bây giờ cái nhà con cũng đặt máy xong rồi. Thì hôm nay con cũng không có biết là sẽ nhận được kết quả gì, nhưng mà về xem là mới biết nha. Thì bây giờ con xin dừng video nha. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye nha cả nhà.